Hello cả nhà, hôm nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Misun đi về quê đám giỗ ngày giỗ tổ Hùng Vương. Nhưng mà đi về Tây Ninh là đi đám cưới chứ không phải là đám giỗ nha cả nhà. Đây dâu nhà mẹ chồng của Misun á, nay là nó bự rồi, ăn được rồi. Ăn thử có ngọt không ha? Tưởng đâu chua, mà ăn là ngọt. Ngọt không có chua. Cái cây ở trên kia kìa, đó cây trên đó mọi người thấy không? Quá trời trái luôn, quá trời trái. Nhưng mà cây trên đó nó ăn lại chua hơn là cái cây ở dưới đây. Cây này ăn ngọt hơn. Ngọt. Nhìn dưới góc này cả nhà, nhìn dưới góc này nè, nhìn dưới góc trái này bự nè. Nhìn ngon ghê không? Mà cả nhà ăn dâu nha. Cái này mà có trái muối ớt ha. Mà tại vì biết sao không, ngày hôm qua Misun nhậu đám cưới thường ở quê á, thì vẫn còn nhiều cái vùng miền là giữ cái phong tục là bên đàn trai á, là gọi là lại đông cô. Còn bên phải không ta mọi người? Tại vì Misun không có rành nha, không ai nhớ. Bên đàn gái, bên đàn trai là gọi là lại từ đường, bên đàn gái là gọi là lại đông cô. Tức là trước khi mà mình đi về nhà chồng á, thì bên đàn gái buổi tối đó là tập hợp tất cả mọi người dòng họ đó, là để mà mình lại các cô các chú bên dòng họ thì mọi người sẽ cho tiền chứ không có đi bao thư. Ví dụ như ở Sài Gòn mình á thì đi dòng họ cô chú gì cũng đi bao thư hết. Còn ở quê thì nó vẫn còn là tới ví dụ như lại từ đường giới thiệu đây là cô tư, cô năm, cô sáu, ha, anh hai, anh ba gì đó, là cho bao nhiêu tiền, là đọc lên là người đó là cho bao nhiêu tiền vậy đó. Cho nên ngày hôm qua là lâu lắm rồi Misun mới về để gặp tất cả mấy người mà dòng họ bên chồng á. Cái là ngày hôm qua vui quá, nhậu xỉn bí tỷ luôn cả nhà, xỉn quá trời quá đất luôn. Sáng này mới là đám cưới chính thức. Misun mới vừa đi về mà dậy muốn không nổi luôn, mệt. Vô đó đâu có ăn gì đâu, ngáp thở oxy không cả nhà. Vô trong đó là chỉ có uống nước ngọt thôi, rồi xong rồi về. Giờ đi ra đói bụng nhưng mà ăn không nổi. Đi đám cưới về mà lại giờ nấu mì gói ăn, cả nhà thấy thương không? Thương Misun không? Ê, đang ăn không? Cái cây dâu này nó ngọt hơn hơn cây dâu trên kia. Dâu này nè, ngọt cực kỳ luôn. Con ơi. Ăn cho nó hái vừa vừa thôi con. Mỉa mày. Hái quá. Ăn hổng cào cái bụng, đang đói bụng. Rồi, ở đây nó chín vậy nè. Dạ hả? Lát leo cây cho mày coi đó, mọi người thấy không, quá trời trái luôn. Còn cái này là ở dưới góc mình ăn ở dưới góc. Ở trên cao lựa mấy trái mà bự bự ăn. Hồi lúc mà còn trẻ là Misun ăn, tao nói là ngồi ăn khoảng tầm 2 kg dâu luôn, còn giờ ăn chừng vài trái. Cái này bự nè, nở chưa? Ok. Quá trời luôn cả nhà, thấy không? Dâu cái này nó bị gì á? Đó,
từ ở trên cây, từ ở trên cao xuống nè mọi người. Thấy không? Cái trái của nó cũng bự lắm rồi. Trái này nè. Quá trời quá đất luôn. Đây, một đùm. Một đùm luôn. Quá trời quá đất luôn rồi. Đó, qua bên đây quay tiếp. Đây là dâu, dâu nhà. Dâu nhà của má chồng Mỹ Xuân trồng đó cả nhà. Đó, thấy không? Trái nhìn thấy cưng không? Rồi bây giờ qua đây cho mọi người xem thêm cái cây này nữa nha. Đây, nhìn đây. Úi giời ơi, quá trời quá đất luôn nè. Đó, đầy nhóc luôn. Quá trời luôn. Ai ăn dâu không cả nhà ơi? Ai ăn dâu đi. Đây à, mới có 1 tháng, hình như là chưa được 1 tháng. Lần trước về á, là nó còn nhỏ xíu à. Còn bây giờ là nó bự nè. Nó bự quá trời bự luôn nè cả nhà. Thấy không? Nhưng mà cây này nó không ngọt bằng cây kia ta. Hay là nó chưa có đủ chín ha. Nè, nó không ngọt bằng cây kia, nhưng mà trái thì quá trời. Này trái lớn không nè, trái bự bự nè. Thấy không? Giờ nè, có 4 trái thôi là cũng là một nắm tay, một nắm tay của Michun rồi đó. Đó. Ở trên đây. Ở trên thôi khỏi nói luôn đi. Trời ơi, dầm bên đây nè. Bên đây nè, đó, dầm thẳng lên đi cả nhà. Thấy chưa? Quá trời nhiều luôn. Đó, nhìn kìa. Chụp cho đẹp, ăn vài trái thôi chứ ăn được nhiều đâu. Cái này ăn nhiều quá nó cũng cào ruột lắm cả nhà. Nè, mấy trái này là chín nè. Mấy trái bự. Cái cây này nó không ngọt bằng cây dưới mẹ. Cây dưới ngọt quá trời. Cây dưới ngọt ai à, ngã qua ngon lắm. Cây dưới ngọt. Ngọt lắm. Ngọt là ngọt luôn. Ở chừng này nó chưa già. Nó già mà nó bóng. Con có biết đâu, thấy trái nào bự lụm. Thấy trái nào bự là hái à, chứ có biết là trái nào nó già không già, ăn chua quá thấy ra. Nè, trái này nè, quá trời bự luôn. Nó già con biết làm sao. Nè, nó trái mất. Này cũng bự rồi nè. Nó già nó mất. Đó. Có mấy trái? Mà một trái. Một tay luôn, bự ghê không? Làm gì bé? Cái này em biết quan với thằng tắm vú. Đi đám cưới xong về ăn mì gói đây cả nhà. Đó, dễ thương em không? Xin giới thiệu với tất cả mọi người là đây là 2 cây dâu ở nhà của Michun trồng để ăn thôi. Còn ở Củ Chi á, là đến mùng 5 tháng 5, năm nào cũng vậy, là có cái vườn trái cây. Thì gồm có những loại trái cây là dâu nè, rồi chôm chôm, măng cụt, rồi sầu riêng. Và giá vé thì mỗi người là 100.000, có chỗ là 80, có chỗ là 120. Tùy theo loại trái cây của mỗi vườn nó có loại trái cây nào. Và quan trọng là chúng ta leo lên trên cây và chúng ta lựa những cái trái nào mà mình thích ngon nhất để mình xuống mình ăn tại chỗ. Và nó rất là vui và chụp những cái tấm hình để mà lưu niệm à, thích lắm cả nhà. Và vườn trái cây á, không những là chỉ ăn trái cây không, mà ở đây á, thì những người chủ vườn á, họ có phục vụ cho khách là những cái món ăn ví dụ như là cháo gà nè, hoặc là gỏi măng cụt. Cả nhà ăn chưa? Gỏi gà măng cụt ăn rất là ngon nha cả nhà. Những gia đình nào mà tới mùng 5 tháng 5 mà không có thời gian đi du lịch xa đó thì hãy đến vườn trái cây ở Củ Chi chơi nha. Hẹn gặp mọi người ở Củ Chi nha. Bye bye, chào tạm biệt.